Welcome to Alilumin Channel. Xin chào các bạn trở lại kênh Alilumin. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ symbol Purcell. Nào, chúng ta cùng bắt đầu với symbol tiếp theo nhé. Đầu tiên chúng ta vẽ gạch ngang phía trên. Sau đó chúng ta vẽ hai đường chéo song song. Sau đó chúng ta sẽ kéo sang bên phải. Hai đường chéo song song. Và đây là con mắt hai bên. Mắt phía bên trên. Và đây là cái miệng bên trong. Rồi, bây giờ sẽ là đến phần tô màu. Rồi, tô màu đen của con mắt. Mắt chúng ta cho bên giữa nhé. Đen ở bên. Đây là phần răng. Chúng ta sẽ tô màu. Màu đỏ bên trong. Dưới. Tôi màu xanh vào bên trên. Symbol per cell. Vâng, tôi vừa hướng dẫn xong các bạn vẽ symbol per cell và đây là sản phẩm của tôi. Tôi vừa hướng dẫn xong các bạn vẽ symbol per cell và hẹn các bạn vào video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.